Mến chào các em học sinh. Cô xin giới thiệu, cô là Trần Thị Quyên, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đang trong thời gian chúng ta tạm ngưng việc đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua video này, cô muốn cùng các em ôn lại một số kiến thức cơ bản của phần số học lớp 6 đầu học kỳ 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ ôn về khái niệm phân số bằng nhau. Phần thứ nhất, khái niệm phân số. Người ta gọi A phần B với AB thuộc tập hợp số nguyên Z. B khác 0 là một phân số. A là tử số, còn gọi là tử. B là mẫu số, còn gọi là mẫu của phân số. Như vậy, một phân số phải hội đủ 3 điều kiện là: thứ nhất, có dạng A phần B. Thứ hai, AB phải là các số nguyên. Thứ ba, B phải là số khác 0. Thiếu một trong ba điều kiện trên thì không phải là phân số. Bây giờ chúng ta cùng làm bài tập sau để củng cố khái niệm phân số nha các em. Bài tập: trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số? A âm 3 phần 5, B 0,5 phần 7, C 200 phần 678, D âm 1,36 phần 0,25, E 5 phần 0, F 0 phần 24, G 9 phần 1, H A phần 2 với A là số nguyên. Các em hãy kiểm tra xem các cách viết này có thỏa khái niệm phân số mà ta vừa nêu hay không. Các em đi kiểm tra từng trường hợp một nha các em. Sau khi kiểm tra thì ta dễ dàng nhận ra các cách viết sau đây là phân số. Thứ nhất, âm 3 phần 5. Thứ hai, 200 phần 678. Thứ ba, 0 phần 24. Thứ tư, 9 phần 1. Thứ năm, A phần 2 với A là số nguyên. Mỗi cách viết mà chúng ta vừa chọn đây đều có dạng A phần B. AB là các số nguyên, B là số khác 0. Như vậy, những cách viết vừa chọn cho ta phân số. Còn các cách viết còn lại không phải là phân số. Vậy thì vì sao nó không phải là phân số? Chúng ta đi tìm hiểu từng trường hợp xem như thế nào. Trường hợp thứ nhất, 0,5 phần 7. Ở đây cũng có dạng A phần B. B bằng 7 là số nguyên rồi. Nhưng ở đây A bằng 0,5. Nó không phải là số nguyên, mà là số thập phân. Như vậy, cách viết này không phải là phân số. Còn ở cách viết này, cũng có dạng A phần B. Nhưng ở đây, A bằng âm 1,36, B bằng 0,25. Đây là hai số thập phân, không phải là số nguyên. Vậy cách viết này cũng không phải là phân số. Hai cách viết này không phải là phân số. Vậy chúng có tên gọi là gì? Các em sẽ được biết trong các bài học sau của chương trình toán lớp 6 nha các em. Còn ở cách viết này, 5 phần 0. Nó cũng có dạng A phần B. A bằng 5 là số nguyên rồi. B bằng 0 cũng là số nguyên. Nhưng ở đây, B bằng 0 thì không thỏa cái điều kiện là phân số. Theo cái khái niệm phân số mà chúng ta vừa ôn lại. Vậy cái cách viết này không phải là phân số nha các em. Các em chú ý rằng phân số A phần B thì số nguyên A, tức là tử của phân số, có thể là số 0, như trường hợp phân số 0 phần 24 này. Nhưng
Số nguyên B tức là mẫu của phân số thì phải là số khác không nha các em. Như vậy có lẽ là các em đã nắm rõ cái khái niệm phân số. Thế bây giờ cô có một số nguyên, chẳng hạn như số 2 hoặc là số âm 7, thì ta có thể viết mỗi số nguyên này dưới dạng phân số hay không? Ta viết được phải không các em? Ví dụ số 2 ta có thể viết là 2/1. Số âm 7 ta có thể viết là âm 7/1. Vậy các em lưu ý rằng mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số. Ví dụ như hai trường hợp chúng ta vừa nêu đây. Một cách tổng quát, với mọi số nguyên A, ta có thể viết A dưới dạng phân số là A/1. Ngoài cách viết số nguyên A dưới dạng phân số là A/1, ta còn có các cách viết khác nữa mà các em sẽ được biết trong các bài học sau. Như vậy, chúng ta vừa ôn lại cái khái niệm phân số. Vậy nếu bây giờ cô có hai phân số bất kỳ thì làm thế nào để em biết được hai phân số đó có bằng nhau hay không? Em sẽ tìm hiểu qua nội dung tiếp theo. Phân số bằng nhau. Định nghĩa hai phân số bằng nhau như sau. Hai phân số A/B và C/D gọi là bằng nhau nếu A nhân D bằng B nhân C. Như vậy, nếu phân số A/B bằng phân số C/D thì ta sẽ có A nhân D bằng B nhân C. Ngược lại, nếu có tích A nhân D bằng tích B nhân C thì em suy ra được phân số A/B bằng phân số C/D. Còn nếu tích A nhân D mà không bằng tích B nhân C thì phân số A/B không bằng phân số C/D. Vận dụng điều này, em hãy kiểm tra cho cô hai phân số sau có bằng nhau hay không. Phân số âm 2/3 có bằng phân số 6/-9 hay không? Để kiểm tra hai phân số này có bằng nhau hay không, thì theo định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta lần lượt đi tính các tích A nhân D, ở đây là âm 2 nhân âm 9, rồi đi tính tích B nhân C, ở đây là 3 nhân 6. Âm 2 nhân âm 9 bằng 18, 3 nhân 6 bằng 18. Vậy hai tích này như thế nào với nhau các em? Hai tích này bằng nhau vì chúng cùng bằng 18. Vậy theo định nghĩa hai phân số bằng nhau, ta có hai phân số âm 2/3 và 6/-9 bằng nhau. Tương tự vậy, em kiểm tra cho cô phân số 3/5 và phân số âm 4/7 có bằng nhau hay không. Ta sẽ đi tính các tích nào các em? 3 nhân 7, đúng không nào? Rồi tính tích 5 nhân âm 4. 3 nhân 7 bằng 21. 5 nhân âm 4 bằng âm 20. Vậy hai tích này có bằng nhau không nào? Chắc chắn là không. Hai tích này không bằng nhau. Vậy phân số 3/5 có bằng phân số âm 4/7 không? Không, đúng không nào? Ta có phân số 3/5 không bằng phân số âm 4/7, vì 3 nhân 7 không bằng 5 nhân âm 4. Tương tự như cái ví dụ cô vừa thực hiện, thì các em hãy làm cho cô bài tập sau. Một
Mỗi cặp phân số sau có bằng nhau không? A. Âm 1/4 và âm 3/12. B. Âm 6/8 và 2/3. Ta cùng giải nha các em. Câu A. Phân số âm 1/4 có bằng phân số âm 3/12 không? Để biết được điều này thì ta cũng dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau. Chúng ta đi tính các tích AD và tích BC. Ta có A nhân D ở bài này là âm 1 nhân 12. Tích này bằng âm 12. Tiếp theo ta đi tính tích B nhân C. Ở đây là 4 nhân âm 3. 4 nhân âm 3 bằng âm 12. Như vậy ta có hai tích này bằng nhau. Thì theo định nghĩa phân số bằng nhau, ta có phân số âm 1/4 bằng phân số âm 3/12. Tương tự vậy, các em có thể làm được câu B. Phân số âm 6/8 có bằng phân số 2/3 hay không? Đầu tiên ta đi tính tích nào các em? Âm 6 nhân 3 đúng không nào? Âm 6 nhân 3 bằng âm 18. Tiếp theo ta đi tính 8 nhân 2. Tích này bằng 16. Hai tích này có bằng nhau không các em? Hai tích này không bằng nhau. Vậy phân số âm 6/8 và phân số 2/3 có bằng nhau không nào? Không đúng không nào? Ta có phân số âm 6/8 không bằng phân số 2/3. Ở bài toán này, cô trình bày rõ ràng từng bước để cho các em hiểu rõ về cách kiểm tra hai phân số có bằng nhau hay không. Các em thân mến, cái định nghĩa hai phân số bằng nhau này còn có thể áp dụng để mà giải bài toán tìm x dạng như sau. Tìm số nguyên x biết. A. X phần 8 bằng âm 28 phần 32. B. 3/4 bằng 6 phần x trừ 2. Nhìn vào cái bài toán này thì các em thấy nó lạ so với những bài toán tìm x trước đây các em đã từng làm. Ở đây chúng ta tìm x là tìm tử. Ví dụ như ở bài A thì tìm x là tìm tử của cái phân số x phần 8. Mà đề bài cho hai phân số bằng nhau. Vậy thì chúng ta có thể dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau để giải bài toán này. Cô sẽ hướng dẫn các em giải cụ thể như sau. Ở câu A, đề bài cho biết phân số x phần 8 bằng phân số âm 28 phần 32. Từ hai phân số bằng nhau này, chúng ta suy ra được hai cái tích nào bằng nhau các em? X nhân 32 bằng 8 nhân âm 28, đúng không nào? Từ cái đẳng thức này, ta có thể tìm x bằng cách lấy 8 nhân âm 28 rồi chia cho 32. Các em thực hiện phép tính này thì ta được x bằng âm 7. Vậy x bằng âm 7. Tới câu B. Nhìn câu B có vẻ khó hơn câu A. Thế thì chúng ta sẽ giải bài này như thế nào? Ở đây chúng ta đi tìm số nguyên x. Nó nằm trong cái biểu thức x trừ 2 là mẫu của cái phân số 6 phần x trừ 2. Mà đề bài cũng cho biết hai phân số bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ làm tương tự như câu A để tìm x trong câu B.
vì phân số 3 phần 4 bằng phân số 6 phần x trừ 2. Cho nên theo định nghĩa hai phân số bằng nhau thì ta có hai cái tích nào bằng nhau các em? Có phải là 3 nhân x trừ 2 bằng 4 nhân 6 không nào? Đúng là ta có hai tích đó. Ở đây các em lưu ý cái x trừ 2 các em phải để trong dấu ngoặc, vì đây là một cái biểu thức. Khi em để nó trong một tích thì em phải viết chúng trong ngoặc. Từ cái đẳng thức này em sẽ đi tính x trừ 2 trước khi tìm x. Ở đây ta có thể tính x trừ 2 bằng cách lấy 4 nhân 6 chia 3. Thực hiện phép tính, ta được x trừ 2 bằng 8. Từ x trừ 2 bằng 8, ta sẽ tìm x bằng cách nào ạ? Có phải là lấy 8 cộng 2 không các em? Ta có x sẽ bằng 8 cộng 2. 8 cộng 2 thì nó bằng 10. Vậy ở bài này ta tìm được x bằng 10. Đây là dạng toán tìm số nguyên x. Nó mới so với những cái bài mà các em đã làm trước đây. Do đó các em xem kỹ cách trình bày bài giải để khi gặp những bài toán tương tự như thế này thì em có thể làm được. Trên đây cô và trò chúng ta vừa ôn lại cái khái niệm phân số, rồi phân số bằng nhau, cũng đã giải được một số cái bài tập cơ bản. Cô nghĩ rằng khi gặp lại những cái dạng toán như trong cái buổi học ngày hôm nay thì các em cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Do đó, cô cho các em một số cái bài tập sau để về nhà các em có thể luyện thêm. Cô có 3 bài tập. Bài tập thứ nhất, dùng cả hai số âm 3 và 8 để viết thành phân số. Mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy đối với hai số 5 và 0. Thì để làm được bài tập này, các em sử dụng cái khái niệm phân số là số có dạng A phần B, với A, B là các số nguyên, B là số khác không, thì các em có thể viết được. Mỗi em hãy cố gắng để thực hiện được cái bài này, xem mình viết được bao nhiêu phân số. Bài 2, mỗi cặp phân số sau có bằng nhau không? Cô có 3 cái cặp phân số như thế này, thì các em sẽ sử dụng cái định nghĩa hai phân số bằng nhau để giải được bài này. Bài 3, tìm số nguyên x biết A 1 phần 2 bằng x phần 12, B 3 phần x bằng 18 phần âm 24, C x cộng 3 phần 8 bằng âm 28 phần 32. Dạng toán tìm x này tuy hơi lạ, nhưng chúng ta cũng đã giải và trình bày rõ các bước giải trong cái phần bài học. Thế thì về nhà tương tự thế, các em cố gắng giải. Cái buổi ôn tập của cô đến đây là hết. Cô mến chúc các em luôn vui khỏe và học tốt. Mọi thắc mắc, các em có thể liên hệ với cô để cô trò chúng ta cùng trao đổi nhé. Tạm biệt các em.